Dạ anh. Mọi việc ổn không? Dạ, tôi muốn ôm cô chào, được thả rồi anh. Mời anh. Rất ngon. Dạ. Rất êm. Mà mày kiếm được bọn pha chế ở đâu vậy? Dạ, là bạn em dắt con bồ nó tới đây chia nước quán mình. Em thử nó, nó cược cả con bồ ra pha thử mà công nhận tài thật anh. Em hỏi nó là muốn làm đây không, nó gật đầu ngay. Thằng bồ nó cũng vậy, pha chế chuyên nghiệp. Thế thì mày trả thù lao cho nó cao cao một chút. Dạ. Thời buổi này kiếm được cái đứa mà nó thạo việc không dễ đâu. Dạ. Mày xuống gọi bọn nó lên đây cho anh. Dạ. Rượu rất ngon. Anh rất ưng. Như này nhé, bọn em cứ yên tâm làm việc ở đây. Anh sẽ bảo quản lý tăng lương cho chúng em. Khi nào anh có việc cần tiếp khách, anh sẽ đưa hai đứa đi để pha rượu, được không? Dạ. Khi nào anh cần thì cứ nói với anh Hưng. Ừ. Bây giờ anh cho em trổ tài. Hôm nay thử cho anh một ly mà em cho là ngon nhất, mang lên đây anh thưởng thức. Dạ được, em xin phép. Rất thơm. Tao lấy cho tao cái. Dạ.